tệ lắm, với lại mình cũng miễn đây. Hôm nay thường sẽ chơi. Mình thì mình thắng hai lần rồi nhưng mà. Chị đâu? Chị đâu? Ôi bạn sẽ lấy quá. Đây nè. Chị đâu? Bên đây nè. Nè. Nhiều. Nè. Đâu? Nhỏ đi vòng vòng á. À thấy rồi quay. Vô. Qua đây ê. Từ từ, em thắng hai lần rồi á. Chị biết được chơi không? Biết, lại lên 7 người rồi, vô. Vô. Qua quay. 3. Được. Qua đây. Này. Còn một đứa nữa. Bạn nữa. Ôi, vô nhiều nhiều lắm. Vô nhiều nhiều lắm. 24 là hết, mà mới 10. Ờ, em có cái con thỏ này ở cái bên này, chị thấy không? Ờ. Em mua. Mua đâu vậy? Cô không nhớ. Đi vô chọn chưa? Nhiều người quá à. Nhiều người thì bắn chui. Chị đứng mà được chơi mà đúng không? 24 người hả ta? 23. Nhớ 23. Ok. Ok, chưa kịp làm gì. Phòng 7. Ơ trời ơi, phòng 7 đó gì em. Chị có đi ra không? Không. Ủa gì không phải. Chưa đi ra. Phòng 7? Vâng. Ừ. Ở ngay trên đầu em. Trên đầu? Ừ, chị ở trên em đó. Trời ơi, không biết nữa, nhưng mà không biết chị tả sao hết trơn. Sao điên xui rồi? Từ từ đang vô trò chơi. Chị phòng 7. Em số mấy? Em số 10. Ủa? Hồi nãy em thấy số 6. Số 6 nè. Trời ơi, khó chịu vô cùng. Bốn cái người không ra cái người, cái chân không ra cái chân luôn kìa. Trời ơi sao màu da khác nhau vậy? Cái chân màu vàng hả? Còn cái đầu... Tôi không có hiểu. Hả? Dọn nút. À em biết trò này. Trò này em chơi thắng hai lần rồi, em biết rồi, đúng rồi. Ơ chị lên, chị nhớ chọn. Cái này là nhân phẩm thôi. Đừng chọn em lên đây, trốn. Trốn này. Để nó được á. Chọn mình. Trời ơi. Mẹ hổng. Ủa nè vậy là kia chết luôn hả? Đúng rồi. Ủa dùa, hồi nãy là ấn vàng rồi thay sai kìa. Mẹ này cũng ấn vàng. Mẹ nó bị ăn luôn. Vậy là chết luôn á hả? Ừ đúng rồi. Dạ đi luôn á, chơi lại. Yeah. Không cái gian là. Sao mà nó biến màu xanh? Em 10. Thì lấy 11 mà đếm với 10 đó. Số 5 ngay trên đầu em. Số 5 hả? Trời ơi, đứng lại. Trời ơi. Em biết phòng chị ở đâu rồi. À, em biết là này, trời này hơi khó nha. Bữa trước em cho em mắc kẹt vô, khi em thua luôn. Là dành á, dành của nhau á. Cái này là nếu thua là thua luôn á. Trời ơi, lấy. Ủa phải có mới được hả? Đúng rồi, phải có. Ơ chị chưa có. À có rồi. Em có chưa? Chưa. Lấy á. Chị lấy rồi. Chị lấy đi Ruby. Trời ơi, em được bay rồi. Em được bay, em đang được bay. Chị dành chị được chưa? Đó. Chị dành được chưa? Rồi, dành tiếp. Ây á, sao chị bị đốt hôm nay rồi? Chết rồi. Trời ơi, em có rồi. Trời ơi, có gì chị? Trời ơi, chị đâu? Chị chết rồi. Ôi,
nghĩ sao không bay lên được. Trời chị đâu rồi? Chị lấy được chưa? Chị đã chết được nè. Ủa em chết rồi hả? Em chưa chết. Coi em đi. Ok đây coi. Ừ, đừng má, đừng đó. Đó, nãy chị cũng chạy không? Ồ. Wow. Vậy là em không còn phải chân gần đấu đá với ai nữa. Đúng rồi, nhưng mà em sẽ chết tại vì em không có cái bơm. Ủa, thắng rồi kìa. Ừ, thắng rồi. Bạn đó là nó đó. Hí. Hí. Trời ơi, ai gì? Ai nhập phục tôi vậy? Chết rồi. Cái im đi. Để thực dáng cố gắng tìm gì con này. Để chị không phụ lòng. Những ngày xấu ghê luôn á. Chị ăn chơi nè. Em đi cái coi. Từ từ. Đừng có ôm đầu nó quá lâu chứ không là nó nổ. Trời ơi sao nó nổ giống như cái bực phớt cái tay quá vậy. Tự nhiên thèm. Ai có con số trên đầu vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, ghi lại rồi. Vẫn còn. Trời ơi, sao mình lại bơm thế này? Em không phải bơm đâu. Hồi nãy em bơm á, nhưng giờ em hết rồi. Em mới chuyện. 11, 10, 9, 8. Bạn đó không thèm di chuyển không? Kìa, di chuyển rồi kìa. 4, 2, 1. Còn cái tội. Cái tội ném nữa đạp chúng em. Ý hay thắng rồi. Có cái con dán trên tường nè. Đâu? Chứ là tường nhà mình chứ mình không thấy. Ra ngoài có đứng ở trong phòng ngoài có nhìn nè. Nói gì nghe kìa. Ngạc lắm. Từ từ. Nhìn con thỏ giống em kìa ha. Nhìn em nè. Ủa sao nó vậy? Biểu cảm. Biểu cảm hả? Em lấy trong free á. Free đâu? Trời gì vậy? Đánh theo bàn nó. Chú ý. Ủa sao em chỉ nha chị? Qua. Xuống. Xuống. Qua. Xuống. Xuống. Tốt giá. Đây chị nhớ phụ cho. Có lần à. Ủa. Yên tâm đi. Con mà. Con hả? Qua. Qua. Qua 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 ba ba lần. Qua. 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 Ba lần rồi. Nó có cái nước nhỏ nhỏ dưới nhẹ không biết cái gì. Thắng hay thua? Lên xuống. Xuống. Lên, lên. Lên xuống, lên lên lên, lên xuống, lên lên. Lên xuống, xuống lên, lên lên. Trời ơi. Đúng thời gian chứ trời. Trời ơi. Quá là tuyệt vời. Khó hả? Đúng rồi, hết rồi. Con này ơi. Giờ nhìn số phòng mà sắp hết lạnh. Ít một đống. Ủa sao em có số 2 trên luôn mẹ nhìn đó. À thắng 2 lần á. Thắng nhiều chứ. Thắng 2 lần nhiều chứ. Đừng nói em nữa. Thiết nè. Kiểu gì kéo. Ui ui em không muốn kéo đâu. Kéo gì vậy? Kéo dây vô. Ý là quá lại á. Là sao? Tuổi trọ tuổi thơ á trời. Không nhớ gì. Đừng là em đừng. Kéo con hả? Đúng rồi kéo con. Hơi quá không phải em. Không phải em là yên tâm mà. Ủa sao còn mình em vậy? Không. Mình kìa hai bạn đó đang kéo đó thấy không? Ủa ai thắng thì sao? Còn một bạn như ngay kia cơ. Trời nhìn lại biết bên nào. Ủa cái gì vậy? Nhìn lại biết bên nào thắng không hả? Trời ơi. Ủa bên nào thắng vậy? Không biết. Chưa hết mà. Em ngồi cố lên nha em. Đừng làm chị phụ lòng. Em đâu chết đâu chị. Bạn đó, mấy bạn đó kéo mà có phải. Thôi xin lá thua rồi. Lá thua chắc rồi. Mẹ em chưa bao giờ kéo con này luôn á. Mẹ không muốn kéo, em sợ chết. Rồi, chân lá thua rồi. Ngồi tên cho bạn này nè. Tên chị rung giùm luôn á. Mẹ thắng có một lần. Ủa?
Không cần chơi hả? Không, em không cần. Có ba cái phòng, giờ tự nghỉ nhau hả? Con nói kìa, con nói chăng đó. Ừ đúng rồi, chỗ đó. Tí trò tiếp theo. Trò gì vậy? Chơi nữa. Ủa nhẫn mặt nó tức giận thấy gớm quá. Ba mẹ nó nè. Trò gì vậy? Bây giờ sẽ tự nghỉ gì hết luôn, bây giờ sẽ đánh chùm nè. Đánh giùm, chùm. Đánh cháu hả? Đúng rồi, đánh chùm. Đánh con đó hả? Đánh con đó, ừ đúng rồi, thì đánh con đó đó. Nó không nhắm vô em vậy? Nói này nó chỉ mất mạng thôi, yên tâm. Nó cứ nhắm vô em hoài vậy? Bạn người cứu mình. Trời ơi, sao mà kẹt luôn rồi? Vậy là em thắng rồi. Vậy trời ơi, kẹt đã thắng rồi. Trời ơi, kẹt là người bất tử. Vậy em bất tử. Trời ơi, em hay quá. Vậy thôi em đi xuống nha. Làm sao xuống đi. Giờ làm sao em ở chợ yên cho đó làm chị. Không xuống được. Chết rồi, phải em ló cái mặt ra ngoài nhìn mọi người. Không được. Nhìn em mắc cười quá à. Giờ làm sao để ra đây, mình bất tử rồi. Hồi nãy con đã đá em lên cái thì em bất tử luôn. Trời ơi, nhậu con đó hả? Trời ơi, con này. Em xuống nhất rồi còn gì? Mấy bạn kia coi thử đi. Mấy bạn đó chết chưa? Chưa, mấy bạn đó đang diễn kịch liệt. Ồ, hồi nãy em coi được. Trời ơi, mấy bạn đó thấy mấy bạn nó sốc lắm á. Ai cũng sốc hết em ơi, không phải mình cũng sốc đâu. Trời ơi. Ủa rồi, làm sao để mình thấy được con nó chết ta? Trời ơi. Làm sao để mình thấy được con nó chết? Không biết nữa, nhưng mà cái má của em nè. Trời ơi. Chết rồi. Trời ơi. Bây giờ biết làm gì đây? À, nó sắp hết máu rồi. Chị coi mấy bạn kia, cô vũ mấy bạn đó đi. Bạn ơi. Vậy chị. Bạn chị rồi. Bạn thắng 24 lần rồi. Là một lần á. Để nó vừa hết máu rồi. Chị ơi con mày. Ủa rồi em vẫn đang kẹt rất là đau khổ. Còn ba đứa mà sao? Bây giờ cùng mừng ngắm mừng nhé. Trời ơi em muốn ra. Em ra chưa tắt luôn á. Trời ơi. Bạn nó vừa hết máu chưa? Để sao đi bắn? Thì lấy cái đạn để bắn á, nhưng mà bây giờ em tự nguỷ rồi. Trời ơi, nhốt cái em. Con cái con đó nó đúng là thiệt luôn á. Nhốt em ghê á nha. Trời ơi. Trời ơi, mấy bạn thấy em hồi nãy mấy bạn nó sốc lắm á. Ủa kẹt trên chở nè. Ừ đúng rồi, không biết gì luôn. Trời ơi, nhanh nè. Em mới bị dính đạn. Ủa, nó hai đứa. Còn ba đứa hơn chị, cộng thêm em nữa chị. Hai đứa rồi. Ừ, bạn nó gắn hơn nha. Ừ, mình chơi bừa gồ hết. Nó thắng 21 lần rồi. Rồi nó chết. Yeah, thắng rồi. Hay quá, ai bị kiện xong rồi thắng luôn. Tuyệt trời quá. Trời ơi. Trời ơi, em nó sang đây nè. Nó kẹt ở trang đây nè, chị nó kẹt vô cái bảng này nè. Ừ. Ừ, đúng rồi á. Sốc thiệt chứ. Ôi trời ơi, tự nhiên cái em bị đạp lên đó, cái em sốc luôn rồi. Mà không phải mình em sốc rồi, thì cũng sốc nữa. Vâng. Em cũng phải người ta đập em biết người ta sốc. Bạn nó thắng rồi. Ủa rồi em có vô vậy? Có chứ. Thắng rồi. Là chị được quân luôn á. Trời ơi, em vẫn kẹt. Ủa? Em vẫn kẹt. Nhưng mà em đã qua rồi. Ủa vậy là thắng rồi hả? Đúng rồi. Em bất tử. Chơi chơi lại. Mọi người phải chơi với mọi người 100% bất tử luôn nha mọi người. 100% luôn. Chơi lại chết. Ok tiếp. Tiếp ha. Từ từ lắc. Em số lắc nè. Cái gì đấy? Trời ơi, con cơ bắp nè. Lẹ lên. Từ từ lắc lắc. Lắc quá. Trời. Chị đâu?
Em đang vô. Em trễ quá, chậm đã nhớ heo rồi. Ôi, em ba. Trời ơi, đúng là em bất tử thiệt chứ. Sao game này ngồi chơi vậy ba? Em này vui. Cày á, cày. Ôi, bạn này xinh quá à. Chị đâu? Game này để nhau được không? Không được hả? Được, nhưng mà phải nạp. Ủa? Nạp game là được chứ gì? Nạp robot á. Để lẹ nè. Chị đâu? Em hả? Ừ, em đi. Tôi có 21 đứa dạ, em vô đi mọi người. 22. Nãy 23 lận. Thôi kệ không sao. 23 kìa. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn chị. Ủa, mình trên đầu chị có cái gì thắng không? Ơ tự nhiên cái phòng em kế bên chị chắc cũng phải hiện. Trên đầu chị có cái gì thắng không? Không. Ủa? Mấy người mà chưa được thắng là không có hiện á. Trời ơi, cho mấy có mừng em thắng rồi. Em nổi tiếng quá đi. Trời ơi, sao em nổi tiếng quá vậy? Có mừng em thắng quá. Ôi, em nổi tiếng. Quá trời người bu em luôn nè. Em bị nổi tiếng chị ơi. Sao nãy nhớ là chị có cái miệng xuống người ta sẽ đều có vậy? Có chứ. Ok mọi người. Ok ok. Chưa vô trận luôn kìa. Em gì vậy? Em hả? Em 23. Chị nè. Chị kế bên chị là hai. Em là 23. Chị phòng kế bên em thiệt luôn. Trời ơi, vô ngồi chung, coi phim chung với em nè. Trời ơi, em sợ. Tự nhiên cái em bị kẹt góc nào kiểu. Trốn đi. Trốn đi, đừng để mừng bị lên. Nó thấy con nào nó chọn đấy đó. Chị đâu? Cái này bấm nút là sao? Ý là bấm sai á, ý là nhân phẩm á. Bạn nào mà được á thì bạn nó xuống, còn bạn nó không xuống được là bạn nó thua. Chết rồi. Em cũng sợ. Có bạn nào nhìn mặt quá nè. Không may quá. Không phải em đúng không? Đúng rồi, không phải. Em là có con đó đó hả? Chị đâu? Ừ đúng rồi chị. Nó nhắn. Bạn này nhắn đúng luôn nè. Chính đúng là được rồi. Còn đúng rồi ai nữa. Chính đúng rồi. Ủa? Rồi, ý là phải có hai đứa chết hả? Chắc vậy. Chị đâu? Chị đâu? Chị đi. Quay. Quay. Ui. Quay. Quay chi đi. Quay đây. Trốn nè. Còn nó mở. Lâu vậy. Mày nói nhắn sai. Mày nhắn đúng rồi. Trốn với em đi. Thì bạn này chết đi. Trời ơi, ơi, tiếng nữa nè. Chết rồi. Ủa, không đúng rồi. Không đúng. Thua rồi, giờ tới em cái trải nghiệm coi chị. Ok, chị đâu? Chị nè. Rồi, thấy rồi. Tại sao được một lần ngồi chung với nhau mà? Ok, phòng em ở trong đây vậy? Chớ con. Phòng còn, gì mà phòng còn. Đây, đâu? Phòng đâu? Sao thấy có chị thôi vậy, không thấy cái kia. Ủa, ở trong dễ nè. Chơi đi. À trời, chỗ quen thuộc của tụi mình luôn á. Ơi tắt tắt ra nha, mấy bạn nó đạp một cái xong á. Trời ơi. Ủa chị đâu? Đây nè. Chị còn sống không? Còn. Tất cả đứng im.
Gì không trời? Con chị mệt luôn á. Chết chết nhiều lên. Nếu con chị cho dễ. Căn phòng còn rất nhiều. Nó 24/24 mà. À không, 23/24. Đây đây đồng bố hả? Không phải phòng chị cô đâu. Ờ đúng rồi, phòng chị riêng biệt quá à. Còn em là phòng chị không có riêng đâu. Ê, cái trò này mới chơi luôn. Mới chơi tiếp hả? Trời ơi, cái con đó dính con dán trong răng kìa. Trời ơi, nó nhìn chị kìa. Bấm chạy nhanh đi. Nó nhìn chị. Nó gì dám rồi. Đó này thì dám nè. Tự nhiên cái chị lội luôn cái vui. Cái lội vui là sao? Là chơi 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 gì hả? Ừ đúng rồi. Chị làm bị dính đạn. Có bạn trúng kỹ quá cơ. Chị đâu? Đấy. Trời ơi, mới thấy xong. Mới thấy. Trời ơi, sao đây đông vui vậy? Sao phòng mình ấy quá vậy? Ok. Đây đông quá. Đông thiệt luôn. Còn bao nhiêu người vậy chứ? Bữa trước em bị thắng game này nè. Từ từ chưa biết được. Một tiếng. Đây tiếng gì? Bạn kia đứng riêng biệt quá không? Bạn kia đứng riêng biệt quá. Chứ mình đi chui chứ mình sợ. Màu hồng. Trời ơi. Bên đây đông đúc. Ừ đúng rồi, các bạn nó bị ấy. Màu hồng hả? Màu hồng tiếp, hồng kìa. Trời ơi. Bữa trước em rớt xuống này cái gai rồi mà em vẫn thắng. Ghê chưa? Đỏ. Đỏ, đỏ kìa. Hãy chạy vào đỏ đi. Nâng cấp lên đỏ. Đằng kia đông đúc hơn. Đỏ tiếp rồi. Phạt. Và màu đó là trời ơi. Trời, bữa trước em rớt luôn cái gai rồi đó, nhưng vẫn vẫn thắng. Trời. Màu tiếp theo là không có màu. Sao chị riêng biệt quá hả? Nhưng mà chị chung hết. Phải chị cái phòng chị ngay đây ha. Phòng em vẫn kế bên. Phòng này nè. Phòng ở đây, còn phòng chị là phòng 11. Thôi phòng giữa. Chị phòng số 7, còn em phòng số mấy không biết. Số 6. Em ơi, em nhớ phụ nha. Nhớ phụ. Ờ, nhớ dùm hả? À. Trời ơi, chính xác mặt con nó coi. Qua. Qua. Qua đây rồi qua đây. Qua đây rồi qua đây. Thấy mà đúng không? Từ từ. Ủa. Thắng rồi. Ê trời ơi. Trời ơi, còn ít ai quá à. Thêm bạn bị lỗi, thêm hai bạn bị lỗi nữa là bấm thì dễ lắm. Mà sao phòng chị riêng biệt quá vậy? Tới trò cuối chưa vậy? Chắc rồi vậy.
Như đây ngồi chứ. Đây. Đánh trùng rồi. Chị muốn nói đại luôn chị một lần quá. Nhưng mà em không được thấy cái cảnh kia. Cố lên. Ngắm chị cơ. Nhảy lên rồi bay á. Nhảy lên bay nó đã lắm. Này ngắm chị á chị, cố lên. Có bạn đứng trong góc kìa. Bạn ngắm chị hoài vậy. Nó cũng nhắm em á. Tự nhiên nó đá chị một cái, cái chị văng lên kia một cái là chị bất tử. Nè nè, nó chơi ve nè. Nhảy lên. Nhảy liên tục quá trời, nhảy liên tục được lắm. Rồi xuống nè. Ngắm bạn khác luôn kìa. Rồi tuyệt vời. Rồi xong mà nó bay luôn. Ôi bơm kìa, ở cái bơm nó không phải đâu, cái bơm đó. Kìa cái này mới là bơm. Cái này đuổi chị không vậy? Nó đuổi chị á. Mà nó không đuổi chị. Ủa làm sao? Nhắm. Phải phóng cái màn hình lên mới nhắm nha. Thấy rồi. Phải phóng cái màn hình lên mới nhắm nha. Trời ơi, còn ba người em bấm chị với ẹt luôn nè. Nếu thắng thì chọn Vinh Quang đi chị. Ôi trời ơi, né cái bơm nó ra. Nó nhắm chị cơ. À không, nó không nhắm chị, nó nhắm bất khác. Chưa, lấy bơm đi thôi. Rồi, chị chắc góc lấy. Rồi xong phóng cái màn hình lớn nhất. Phóng màn hình lớn nhất. Đó, quá thiệt luôn. Còn con đó tên gì vậy? Con ông mở hả? Ông mở hả? Ờ, ông mở. Ủa hình như được đầy mạng lại đúng không? Được, nó tự hồi mạng. Trời, tưởng không hồi được chứ. Nó không hồi được, chị khóc thét rồi. Trời ơi, nét cái bơm nó ra. Rồi xong chị. Bơm kìa. Hươi, nhảy. Trời. Trời, nó nhắm chị á. Trời. Tội chị quá. Trời ơi. Sao mấy cái gai này nữa. Mới mạng rồi đó trời, chạy đi. Nó đợi gió hồi lại mạng. Chạy qua cái bẻ lông này nè. Trời ơi, chị ra cái bơm đó đi. Chị chạy đi. Đúng rồi, cái đó là bơm. Còn mừng chị. Còn mừng chị với bạn con kia à. Nha, nó định đánh chị đó. Trời ơi, tội chị quá à. Lấy cái bạn đó. Chị xem lần nữa chị chết. Mày qua bạn đó. Ê trời ơi. Nhé ra. Xong. Bạn này cũng bị lại luôn rồi. Bạn này chưa. Ơ coi bạn này. Ủa sợ ai rồi. Em coi. Cố lên bạn. Tại sao mình có thể thua được dòng cuối như thế nhờ. Nãy giờ chị dòng cuối thua hoài luôn á. Em lấy vinh dự. Còn em thì em hơn quá mà. Cười nó khóc rồi. Nó đứng lên không khóc luôn. Ủa tại sao nó khóc? Tại vì nó thua. Tưởng mạnh mẽ lắm cơ, ai ngờ cũng ok. Ok, sao thì cũng bắt hẹn mọi người ở video sau. Mình sẽ subscribe cho mọi người. Hiện tại mình đang thắng 3 lần.